Indonesia phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Giới chức Indonesia ngày 28 tháng 12 cho biết, nhà chức trách y tế nước này đang tiến hành truy vết tiếp xúc sau khi phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Phát biểu tại họp báo, bà Siti Nadia cho biết ca nhiễm đầu tiên nói trên là một người đàn ông 37 tuổi ở thành phố Medan và đã đến một nhà hàng tại quận trung tâm ở thủ đô Jakarta đầu tháng này. Người đàn ông này không ra nước ngoài hay tiếp xúc với du khách nước ngoài trong thời gian gần đây. Người này không có triệu chứng mắc bệnh và đang được cách ly tại một bệnh viện ở thủ đô. Đầu tháng 12 này, tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các hướng dẫn y tế sau khi một nhân viên tại bệnh viện được dùng làm nơi cách ly ở Jakarta có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 biến thể Omicron. Giới chức y tế Indonesia cho biết đã có tổng cộng 47 ca được xác nhận nhiễm biến thể Omicron tại nước này, hầu hết là nhập cảnh. Chính phủ Indonesia đã quyết định tăng cường xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh sau khi xét nghiệm sàng lọc sót một ca nhiễm biến thể Omicron tại địa điểm cách ly tập trung Wisma Atlet tại Jakarta. Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết trước đây, người nhập cảnh vào Indonesia được xét nghiệm PCR 3 lần. Hiện số lần xét nghiệm bắt buộc là 3 lần trong quá trình cách ly bắt buộc. Phát biểu họp báo ngày 27 tháng 12, ông Woody cho biết một công dân Indonesia nhập cảnh từ Anh có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1, âm tính lần 2 và được cho phép về nhà tự cách ly. Tuy nhiên, 5 ngày sau, kết quả giải trình tự gen cho thấy người này nhiễm biến thể Omicron. Trước đó, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Binsar Panjatan cho biết do sự cố trên, chính phủ sẽ siết chặt các công tác cách ly. Hiện Indonesia quy định công dân nước này và khách du lịch nhập cảnh phải cách ly 10 ngày tại các cơ sở lưu trú hoặc địa điểm cách ly được chỉ định.